nỗi thống khổ của trẻ em Trung Quốc khi bị đàn áp vì tín ngưỡng tôn giáo. Theo Charles Uph, trong cuộc họp lần thứ ba của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2020, Chiến dịch Jubilee đã tổ chức một sự kiện bên lề để phơi bày sự thật về việc trẻ em Trung Quốc bị đàn áp chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo. Điều này cho thấy Đảng cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Công ước về quyền trẻ em. Ở Trung Quốc, tất cả các tín ngưỡng tôn giáo đều bị đàn áp và nỗi thống khổ của trẻ em còn nặng nề hơn gấp nhiều lần nhưng lại ít được biết đến. Tờ The Daily Signal ngày 15 tháng 12 đã đăng một bài báo cho biết vào ngày 7 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định Trung Quốc là quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm một cách có hệ thống và liên tục đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân nước này. Bài báo cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp các nhóm tôn giáo và giam giữ người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung ở Tân Cương, bắt và giam giữ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, phá hủy các nhà thờ, bắt giữ và đe dọa các thành viên nhà thờ tư gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc tách con cái ra khỏi cha mẹ và đe dọa cha mẹ chúng rằng nếu họ không từ bỏ đức tin của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đánh đập con cái của họ. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn đe dọa các cha mẹ có con nuôi rằng họ sẽ cưỡng bức những đứa trẻ này và gửi chúng trở lại gia đình ban đầu của chúng. Chính quyền sẽ để người khác nhận con của họ làm con nuôi nếu họ không từ bỏ đức tin của mình. Ngoài ra, theo quy định sửa đổi các vấn đề tôn giáo của Trung Quốc năm 2018, chính quyền địa phương đã đề ra quy định cấm trẻ em tham gia bất kỳ hoạt động tôn giáo nào sau khi bị đảng cộng sản trung quốc bắt và bỏ tù vì đức tin con cái của những người này đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ để có được một ghế trong hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đảng cộng sản trung quốc đã đưa ra lời hứa rằng sẽ ưu tiên cho trẻ em nhưng thực tế hành động của chính quyền đảng cộng sản trung quốc hoàn toàn ngược lại điều này được khẳng định trong báo cáo thường niên của đại diện đặc biệt liên hợp quốc về bạo hành trẻ em cuộc khảo sát cho thấy việc tước đoạt tự do của trẻ em hoặc của cha mẹ chúng sẽ có tác động tiêu cực và lâu dài đến cuộc sống của trẻ em. Con gái của một học viên Pháp Luân Công kể lại rằng, do cha của cô bị giam giữ trong một thời gian dài nên thời thơ ấu của cô hầu như không có cha bên cạnh. Cha tôi đã bị đưa vào tù vì đức tin của mình, ông ấy qua đời trong bệnh viện, bỏ lại chúng tôi mãi mãi. Tôi mới gặp cha hai lần, lần đầu tiên là khi tôi 7 tuổi, Tôi gặp cha trong tù, nhưng ông rất gầy, cha tôi rất vui khi nhìn thấy tôi, ông muốn ôm tôi. Mặc dù tôi biết ông là cha của tôi, nhưng đối với tôi, ông là người xa lạ. Tôi đã không ôm ông ấy, điều này đã trở thành niềm hối tiếc vĩnh viễn của tôi. Ngay cả ở trong trường học, trẻ em cũng không tránh khỏi bị ngược đãi. Khi những đứa trẻ theo đạo Thiên Chúa ở Trung Quốc nói về trải nghiệm của mình, chúng nhớ lại rằng giáo viên đã nói với chúng các hoạt động tôn giáo bị cấm. Những học sinh này cũng bị bắt nạt chỉ vì cha mẹ của các em đã bị bắt, chúng bị cấm tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, bị nhà trường phạt vì đã đi nhà thờ và tham gia các hoạt động tôn giáo khác. Chúng bị buộc phải đọc các khẩu hiệu chống tôn giáo, ủng hộ chủ nghĩa vô thần và phải ký vào một văn bản để từ bỏ tín ngưỡng của mình. Vào tháng 9 năm 2018, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã bắt các sinh viên phải vượt qua một kỳ thi chứng minh rằng họ chống tôn giáo để được tốt nghiệp. Bộ phận hành chính của Học viện Công nghệ Thương Khâu Hà Nam đã đe dọa sinh viên rằng họ sẽ bị đuổi học nếu có tín ngưỡng tôn giáo. Hai trường học ở tỉnh Chiết Giang yêu cầu hơn 300 học sinh ký vào một mẫu đơn tuyên bố rằng họ không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào, đồng thời làm nhục những học sinh có niềm tin vào tôn giáo. Giám đốc Trung tâm Xã hội Dân sự và Tôn giáo của Quỹ Di sản Cao Huệ Mẫn đã nói trong một diễn đàn, Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm tất cả trẻ em khỏi niềm tin tín ngưỡng được tổ chức vào ngày 5 tháng 10 rằng Điều này rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế bảo đảm quyền tự do tìm kiếm sự thật và sống theo lương tri của trẻ em đối với con cái của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, trường học đã trở thành một nơi tham gia vào việc nhắc nhở rằng chúng là những người bên lề xã hội. Những người bạn của học viên Pháp Luân Công đã tiết lộ nhiều câu chuyện về những đứa trẻ lớn lên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công. Một cô gái có tên Jisha kể lại rằng bạn cùng lớp của cô ấy đã dọa, mẹ của cậu phải bị bắt vì đã tu luyện Pháp Luân Công một cô gái khác có tên Vivian khi đang ngủ ở trường nội trú vào buổi tối thì đột nhiên bị đánh thức bởi các bạn cùng lớp. Họ nói với cô ấy rằng bạn chắc chắn đã bị điên vì tập phát luân công. Những người bạn ấy đã cố gắng thuyết phục cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ để tự tử. Một cô gái khác có tên Dan Shan kể lại trải nghiệm bị giáo viên lừa dối. Cô giáo đã yêu cầu cô gái ký vào một lá đơn xin tham gia một hoạt động từ thiện. Nhưng thực tế, nội dung tờ đơn lại là cô sẽ từ bỏ tu luyện pháp luân công. Ở khu tự trị Tây Tạng, dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính quyền thành phố đã cấm các hoạt động tôn giáo và cấm sử dụng ngôn ngữ của Phật giáo Tây Tạng, cấm các khóa học Phật giáo trong trường học và cấm dạy tiếng Tây Tạng. Giống như người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng bị coi là những kẻ cực đoan và ly khai. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách xóa bỏ văn hóa Tây tạng khỏi các trường tiểu học trên khắp khu vực tự trị. Vào năm 2020, hàng nghìn trẻ em Trung Quốc đang phải che giấu đức tin của mình vì sợ bị trả thù. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và cộng đồng quốc tế không thể cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm các quyền tự do cơ bản của trẻ em cũng như quyền tìm kiếm sự thật. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng tôn giáo khác, mà còn xòe bàn tay đen tội ác tới các trẻ em, khiến những đứa trẻ phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Tội ác này phải chấm dứt. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong quý vị luôn đồng hành và góp ý cho chương trình. Trân trọng cảm ơn.